thắc mắc hỏi ai. Chủ nhật mùng 4 tháng 7 2021. Xin chào các bạn. Chúng ta bước vào tháng 7 và hôm nay là ngày chủ nhật đầu tháng. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Trong ngày chủ nhật, có lẽ nhiều nơi vẫn còn đang bị cách ly, đang bị giãn cách, không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, không thể sinh hoạt các hoạt động tôn giáo. Ở Việt Nam thì nhiều nơi chợ búa cũng bị chặn lại, không thể mua bán được vì sợ lây lan trong cộng đồng. Cuộc sống người dân rất là khó khăn trong tâm tình hiệp thông. Chia sẻ với những anh chị em đang sống ở trong môi trường cách ly và không có công ăn việc làm, hoàn cảnh rất là khó khăn, thì nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi trong tuần này sẽ chia nhau đến những khu cách ly và được phép để trao những món quà, lương thực, gạo, mì, nhu yếu phẩm và cái máy nghe giảng Lòng Chúa Thương Xót, máy mới nhất đã bắt đầu phát hành vào đầu tháng 7. Máy gọi là tập 2 2021 gồm 207 giảng, trong đó có chuyên mục là tản mạn cuối tuần. Rồi có những thắc mắc hỏi ai hoặc là điểm hẹn chủ nhật. Lời Chúa mỗi ngày chúng ta lắng nghe và xen kẽ sau mỗi bài giảng là một bài thánh ca về lòng Chúa thương xót để anh chị em thư giãn. Như là trong hoàn cảnh này, ở trong nhà cuồng chân cuồng cẳng, có nhiều người nhắn tin bảo cha con sắp phát điên lên rồi vì nó cuồng chân cuồng cẳng. Cách ly là có nơi thì 14 ngày, có nơi 21 ngày, không có đi ra ngoài nhà của mình được. Đó là điều mà chúng ta cùng chia sẻ và cầu nguyện. Xin Chúa cất đi cơn đại dịch và xin Chúa cho anh chị em mình tận dụng thời giờ mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nhắc nhở anh em linh mục và cũng là với người giáo dân, tận dụng thời giờ bị cách ly không đi đâu được thì dùng thời giờ ấy mà cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Mân Côi, Chúa Lòng Thương Xót và Chầu Thánh Thể Thiêng Liêng. Rồi nhất là lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em mỗi ngày những món ăn tinh thần là lời Chúa bằng tiếng Việt, rồi có tiếng Anh để cho những bạn ở nước ngoài không rành với tiếng Việt có 5-10 phút để suy niệm bằng tiếng Anh. Và chuyện đạo chuyện đời là những gương của các thánh, nhất là Thánh Tử Đạo Việt Nam. Rồi sống đúng sống đẹp. Sống đúng sống đẹp thì bắt đầu tháng 7 chúng tôi sẽ chia ra như sau: là thứ hai, thứ ba, thứ tư một chuyên mục về cầu nguyện, hoặc là về phụng vụ, hoặc là về bí tích, về giáo lý. Có lẽ có nhiều điểm về phụng vụ, về bí tích, về giáo lý chúng ta chưa nắm vững hoặc là quên rồi, thì chúng tôi sẽ ôn lại trong 3 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi ngày thứ năm thì chúng tôi sẽ có câu gọi chuyện gọi là chuyện xưa tích cũ. Đã có chầu chuyện chầu cau, đã có chuyện tâm cám, đã có chuyện bạch tuyết bảy chú lùn. Rồi sắp tới là chuyện thạch sanh lý thông. Có nhiều bạn nói là cha nhớ đừng quên chuyện Phạm Công Cúc Hoa, Lưu Bình Dương Lễ, rồi An Tiêm và Dưa Hấu, rồi Sơn Tinh Thủy Tinh. Tôi nói các bạn cứ liệt cái danh sách đi. Mỗi tuần chỉ có một chuyện thôi, không thể hai chuyện được. Nếu một năm thì được 52 chuyện cổ tích. Các bạn nói là chúng con chờ hàng tuần, cứ ngóng ngóng đến thứ năm để nghe chuyện cổ tích. Không những là trẻ em mà người lớn cũng còn thích nghe. Tôi nói phải chuẩn bị trước vì nó phải có đạo cụ cho nó sống động. Mà đạo cụ thì chúng tôi phải làm tay lấy chứ cũng chẳng có mùa đâu được, nên phải có thời giờ. Rồi ngày thứ sáu hàng tuần, bắt đầu vào tuần tới đây thì chúng tôi sẽ có là sống đời chứng nhân. Ngày hàng ngày thì chúng ta nghe chuyện đạo chuyện đời là gương các thánh, còn sống đời chứng nhân là chuyện những người thường chưa làm thánh nhưng mà sống như là thánh. Sống có khi họ không phải là người Công giáo, có khi họ là người đã qua đời rồi, của
quá khứ, hoặc là những người đang sống ngày hôm nay, họ đang sống cái đời chứng nhân như thế nào. Thay vì gọi, mình gọi là nhân chứng thì dễ bị dị ứng vào nhân chứng thành thế khác, thì bây giờ họ sống đời chứng nhân. Mỗi người chúng ta cũng đều được mời gọi sống đời chứng nhân như vậy. Nếu chị em biết có những mẫu chuyện, những gương sáng nào đó, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, bất kể họ ở quốc gia nào, bất kể dân tộc nào, anh chị em gửi đến cho chúng tôi để chúng tôi chia sẻ với anh chị em, và luôn luôn là sống đời chứng nhân dưới ánh sáng lòng thương xót Chúa. Người ta sống như vậy thì chúng ta, những người con cái của lòng Chúa thương xót, thì sẽ sống như thế nào đây? Đó là ngày thứ sáu hàng tuần. Rồi thứ bảy chúng ta có tản mạn cuối tuần, đủ mọi chuyện trong đó thì những lá thư anh chị em gửi. Và ngày Chủ nhật thì có điểm hẹn Chủ nhật là những bài thơ, những bài hát. Trong đó thì hai người yêu nhau, người yêu ấy có thể là ở Việt Nam, có thể ở Nhật, có thể ở Mỹ, có thể ở bất cứ nước nào trên thế giới. Những câu chuyện tình mà nó không, dường như nó dang dở. Có người bảo sao cha không cho nó kết đẹp đẹp một chút. Tôi bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nếu nó kết đẹp rồi thì đâu còn hứng để mà viết nữa. Bảo là sao mà cha, ở đâu ra mà những chuyện tình nó lâm ly bi đát hấp dẫn vậy. Tôi nói tôi làm nó trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Có những lúc bí tắc không biết là tuần tới làm sao, nó khó là vừa là chuyện tình, rồi những bài hát đời, rồi bài hát đạo, mà phải đưa vào tin mừng của ngày Chủ nhật hôm đó. Khó vô cùng, khó lắm. Cả ba trong một như vậy, vừa thơ, vừa nhạc, vừa tin mừng. Thơ, nhạc và tin mừng, ba trong một. Mà cái kết, cái đỉnh cao phải là lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, có lúc tôi phải đặt mình vào cái hoàn cảnh của một người thất tình, đặt mình vào hoàn cảnh của một chàng bị phụ tình, rồi đặt mình vào hoàn cảnh của một cô gái mà yêu người ta mà người ta không yêu lại thì như thế nào. Rồi phải tưởng tượng là mình đi Nhật, đi Mỹ, đi Úc, đi Đài Loan, đi đủ mọi thứ nước. Có người bảo bây giờ con chả cần đi đâu, cứ điểm hẹn Chủ nhật là con biết ở đâu có cái gì rồi. Thì dĩ nhiên cũng có những nước mà chúng tôi đã đặt chân đến nhiều. Tại vì thời trẻ của tôi thì tôi có một cái mộng là đi vòng quanh thế giới. Cho nên lúc mà đi du học 7 năm trời thì cứ nghỉ hè thì tôi đi vài nước, cứ để dành, để dụng rồi cứ đi. Mà được cái là đến đâu thì có người Việt Nam và người Công giáo họ đón tiếp, cho nên tiền ăn tiền ở không tốn, chỉ tốn tiền vé máy bay thôi. Và vì thế mà tôi đi vòng vèo cũng khá nhiều nước. Trên những nơi mà đến, ghi đến với anh chị em thì hầu hết là chúng tôi đã đặt chân đến, chỉ trừ mà ngay cả Trung Quốc thì cũng đặt chân đến rồi chứ đâu phải không. Nhưng mà không viết được về Trung Quốc là vì thôi từ từ viết sau. Viết giờ nhớ virus nó đến chết luôn. Thì anh chị em, đó là những điều mà chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau trong suốt một tuần. Bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng đến với Thắc Mắc Hỏi Ai ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 7. Và như là hôm nay cũng là ngày quốc khánh của Mỹ. Vâng, tôi xin được chia sẻ với anh chị em Việt Nam đang sống ở trên đất nước thứ hai của mình, cũng là tổ quốc thứ hai của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho đất nước của anh chị em đang sống để được bình an, và là nơi mà mọi người có thể đến sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc và bình an. Xin cho các chính phủ được biết thương dân trị nước, lo cho người dân được cơm no ấm áo và an cư lạc nghiệp. Đây là một lá thư của một người bạn gửi. Chào cha, con theo dõi cha qua YouTube mỗi buổi chiều. Cha ạ, con vừa thi khảo sát xong. Con đã suy nghĩ kỹ mấy thư chuyện với cha. Con biết ơn vô cùng, nhờ Chúa đã giúp con. Con có bệnh gan. Có lẽ nước da của con sẽ ghê lắm nếu mà Chúa không chữa lành. Bây giờ thì con đã khỏe nhiều. Con vui mừng chưa được bao lâu hết bệnh gan thì bây giờ lại mắc chứng bệnh rối loạn hệ thần kinh thực vật. Con trước đây có một tuổi thơ sống với bố ruột mà như ở trong địa ngục.
con đã 7 năm trời sống trong sự bạo hành, chửi rủa, xúc phạm của chính bố ruột của mình. Năm lớp 9, nhà con phá sản. Bà ngoại con đón con vào ở cùng. Con bị chứng bệnh này do ám ảnh tâm lý. Con hay gặp ác mộng, bị bố đánh đập dã man. Năm lớp 12, khi con sống cùng với bà ngoại, con đã từng là học sinh giỏi đứng top 5 của trường. Mà từ khi chuyển về sống cùng người bố, ông là người gia trưởng trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Con bị chà đạp dần dần, con đánh mất con người đã từng là một phiên bản xuất sắc của con. Thật ra con chưa vào đạo cha, mà con nghe bài giảng của cha đã đánh thức con người lâu nay chai sạn vô cảm với cuộc đời. Con không muốn mình mãi rụt rè và rất muốn cố gắng hết mình, hết sức thử xem thêm lần nữa, cha ạ. Có lúc con ngồi nghĩ hỏi chính mình hay bỏ đi kiếm nghề khác rồi về già mình có hối hận hay không. Con thì thật nghèo khó, nhưng mà con muốn kiếm công việc mình thật sự thích để có thể gắn bó lâu dài với nó. Con biết con đường con lựa chọn dài hơn so với người khác, nhưng con vẫn muốn sống theo đuổi hoài bão ước mơ một lần nữa để không uổng phí tuổi trẻ. Chúc cha mạnh khỏe, giúp cho nhiều người đang khổ sở khó khăn tìm được lòng Chúa thương xót. Cảm ơn cha đã dành thời giờ lắng nghe con nói. Thưa anh chị em, đây là một lá thư của một người bạn trẻ là người ngoại đạo, mà họ chia sẻ cái cảm nhận đó. Bạn thấy thế nào? Nếu bạn sống trong một gia đình mà như là một địa ngục, sống trong một gia đình mà bị người cha ruột của mình bạo hành, làm khổ đủ thứ, bạn có dám tiếp tục phấn đấu như người bạn trẻ này hay không? Có dám phấn đấu để sau này không còn bị hối tiếc hay không? Cho nên muốn đọc cái lá thư này với các bạn, trước tiên để chia sẻ với người bạn ngoại đạo nhưng mà lại tìm được lòng thương xót của Chúa, mà nhờ vậy mà được ơn chữa lành bệnh tật, mà nhờ vậy thêm được lòng tin, nhờ vậy thêm được ý chí để phấn đấu. Thế thì những người trẻ công giáo của chúng ta, mình sẽ như thế nào nếu bạn gặp những khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay? Có nhiều bạn buông xuôi, bỏ cuộc, bất mãn, rồi chán đời. Rồi có những bạn khác thì bỏ luôn cả niềm tin của mình, không tin vào Chúa nữa vì không được như lòng mình mong ước. Rồi có những bạn khác thì mặc cảm, bị thế này, bị thế nọ, thế kia. Một khi là người bạn nam nữa mà không có dũng khí, không có nghị lực, không có phấn đấu. Mình tin vào Chúa nhưng mà phải tin rằng là Chúa ban sức mạnh cho mình để mình làm, chứ không phải tin vào Chúa rồi để Chúa làm thay cho mình. Không phải. Có nhiều người cứ nghĩ là con cầu nguyện rồi để Chúa làm hết. Không phải. Bạn muốn thi đậu, bạn cầu nguyện là xin Chúa soi sáng cho con được bình tĩnh và sáng suốt, đồng thời phải biết chịu thương chịu khó mà học. Đâu có phải là bạn cầu nguyện với Chúa rồi bạn không học, rồi bạn thi đậu, còn đứa kia nó học gần chết, nó không cầu nguyện nó thi rớt. Vậy Chúa có công bằng hay không? Bạn thấy không ạ? Cho nên nhiều người cũng vậy, không làm ăn, con người con tìm vào Chúa rồi, cha con đi lòng thương Chúa, con chẳng làm ăn gì cả. Ơ hay. Vậy thì bạn đang thách đấu Chúa chứ đâu phải là tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là con cố gắng hết sức của con, hai vợ chồng con nỗ lực phấn đấu hết sức, tất cả những sự khôn ngoan khôn khéo mà Chúa ban cho chúng con, ngồi nặng óc suy nghĩ phải làm cách nào đây để mà đưa khách đến, làm cách nào để chiều khách, để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, vân vân, hết sức cái chứ. Và mình cầu nguyện để Thiên Chúa thêm sức cho mình, Thiên Chúa soi sáng cho mình sức mạnh về thể xác, sức mạnh về tinh thần và sự kiên nhẫn nữa, rồi bắt tay và làm. Chứ không phải là cầu nguyện xong rồi amen tắt đèn đi ngủ, rồi mai mở mắt ra thấy cái bằng tốt nghiệp phổ thông hay là bằng tiến sĩ nó về nhà. Làm gì có chuyện đó. Chú không bao giờ làm cái chuyện đó để cho người ta ỷ lại vào Chúa mà không chịu làm gì cả. Bạn nhớ dùm. Xin rồi thứ hai nữa
là sống trong một gia đình bị bạo hành như vậy, thì chúng ta cầu nguyện cho nhiều người trẻ sống trong gia đình như vậy, nhất là những ông bố cờ bạc rượu chè rồi đánh đập vợ con gia trưởng nhiều lắm. Mà tôi thấy một cái điều lạ là ngay cả những người bên nước ngoài cũng vậy. Tôi nói tại sao không nói với cảnh sát đi, không báo cảnh sát đi, tại sao không đòi sự công bằng chứ, đâu thể để cho phép ông bạo hành như vậy. Tôi còn sợ, còn sợ, có gì đâu mà sợ, không có gì để mà sợ cả, mình được pháp luật bảo vệ mà, đúng không thưa anh chị em? Lòng thương xót nhưng mà không để cho người ta lợi dụng và cũng không tạo điều kiện để cho người ta làm điều xấu. Chứ đừng có bảo là lòng thương xót như vậy thì mình không nên chống lại sự dữ. Không phải. Mình phải làm sao để cho người ta thấy được rằng người ta đang làm điều đó là sai trái, để họ biết quay trở về. Đúng không ạ? Mời bạn uống ly cà phê. Chúng ta tiếp sang một lá thư thứ hai. Bạn nào có những tâm tình, những thắc mắc gì muốn chia sẻ thì xin mời bạn đến với chúng tôi để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Về những thắc mắc, đó cũng là những thắc mắc của những người trẻ ngày hôm nay vậy. Con phải sống như thế nào? Nó rất là thực tế. Mời bạn. Thưa cha, con đọc trên mạng thấy có một đại gia cho ba đứa con gái của mình, đứa 6, đứa 8 và đứa 10 tuổi, một tài khoản là 2 tỷ mỗi ngày để các cháu xài. Tài khoản là 2 tỷ mỗi ngày. Và người ấy nói rằng là tôi cho các cháu như vậy để các cháu biết quý giá trị của đồng tiền. Các cháu tiêu xài đồng tiền thì thấy giá trị của đồng tiền. Thưa cha, con có nên cho con của con như vậy hay không? Cho không bạn? Cho không? Thôi, tốt hơn hết là bạn nên cho vào trong ốc đảo lòng thương xót Chúa để giúp ích cho nhiều người hơn. Thứ nhất là mình cho con mình tiêu tiền sớm, dùng tiền sớm thì chỉ hại cho nó mà thôi. Đừng nghĩ rằng, đừng có biện hộ cho rằng là mình cho con mình tiền nhiều như vậy thì nó biết quý trọng đồng tiền. Người ta chỉ quý trọng cái gì người ta mồ hôi nước mắt đổ ra mà thôi mới quý trọng. Tôi ví dụ là bạn trồng hoa, chăm chút được cái hoa, đưa cái bông hoa về cắm trong bàn làm việc của mình, nói là bông hoa này từ cái vườn của tôi chăm sóc, bạn mới thấy được cái quý, cái giá trị của cái bông hoa đó. Còn bạn bỏ tiền ra bạn mua bông hoa về, bạn có thấy là cái giá trị của bông hoa không? Không. Cho nên những nhà tỷ phú, đây là tỷ phú Việt Nam mới cho con mình như vậy, còn tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới ở bên Mỹ thì thằng con mình nó bảo bố ơi, hè này bố cho phép con đi nghỉ chơi ở Florida chẳng hạn, đi tắm biển chơi 3 tuần. Thì bố nó bảo là được, bố đồng ý cho con. Ông là tỷ phú giàu nhất thế giới nhỉ. Được, bố đồng ý cho con đi 3 tuần. Nhưng trước đó thì có một tuần lễ con đi làm việc rồi lấy tiền đó mà đi chơi. Ôi, bố là tỷ phú thì đi chơi 3 tuần có nghĩa là gì? Nhưng mà bố đồng ý cho con đi với điều kiện là một tuần lễ trước con đi làm. Hoặc cho bố cũng được hay làm cho công ty khác cũng được. Cái tiền đó con lấy để mà con đi nghỉ hè. Chứ không phải con đi nghỉ hè là bố phải cho tiền cho con đi nghỉ hè. Một tỷ phú khác di chúc lại cho đứa con của mình là 80-90% dành cho quỹ từ thiện, chỉ còn lại khoảng 10% hay 5% mới dành cho đứa con của mình mà thôi. Chứ không phải là đây, hy sinh đời bố, củng cố đời con, tất cả gì bố đi ăn lận, bố làm gì đó, có khi bố đi tù tội nhưng mà để lại cho con cái tài sản kếch xù, con đi sang con du học,
mua xe hơi, mua nhà lầu, mua tiền tươi, trong khi đó người ta còn trả tiền góp cả đời người ta chưa được. Mình mới đi du học mà là du học sinh đã có tiền mua xe hơi, mua nhà lầu rồi. Như thế thì lúc đi về bảo nó học được cái gì, bảo nó học được thói ăn chơi. Vì nó có tiền, nó đi ăn chơi. Còn như mấy đứa cháu tôi chẳng hạn, nó sang một năm đầu bố mẹ giúp, sang năm thứ hai là nó phải tự, nó vừa đi học vừa đi làm. Cho tới giờ nó ở đó 3 năm, tự đi học, tự đi làm, mua xe cũ đi lại, mà không bao giờ xin mẹ một đồng tiền nào, không bao giờ. Có khi tới ngày lễ còn gửi về biếu mẹ một hai chục đồng. Đó, nó phải chịu thương chịu khó như vậy, nó học, nó phải vất vả như vậy thì nó mới thấy, mới quý cái giá trị đồng tiền. Chứ phải mình đưa cho con mình 2 tỷ, tài khoản 2 tỷ một ngày, bảo rằng như vậy thì cháu nó biết giá trị, nó quý giá trị đồng tiền. Biết cái gì mà quý, nó có đổ đồng tí mồ hôi nước mắt ra đâu mà nó quý. Mà như vậy thì chỉ làm hư con mình mà thôi. Cho nên, thưa anh chị em, bây giờ thì bên Việt Nam cũng xuất hiện nhiều đại gia, mà trong đó có nhiều đại gia công giáo. Chúng tôi xin anh chị em hãy giúp cho con mình biết quý trọng giá trị đồng tiền bằng cách là các em nó, con cái của mình phải đổ mồ hôi nước mắt ra, làm lụng vất vả. Chứ đừng có mình có tiền, có của cải, mình cung cấp cho con mình ăn chơi, cung cấp cho con mình đủ mọi phương tiện, muốn cái gì cũng có. Cuối cùng hư cả về việc học hành, hư luôn cả về đời sống đạo đức, đâu cần có Chúa nữa. Có khi khó khăn thì mới cầu nguyện với Chúa, như giả đầy đủ rồi, xin cái gì nữa bây giờ. Nó bảo con đâu cần đến Chúa nữa đâu, nhà mình đầy đủ rồi, đi lễ làm gì mẹ. Mình đâu cần đi cầu nguyện mà mình vẫn có tiền mà mẹ. Mà đâu tiền thì bố đưa chứ đâu đưa. Ôi trời ơi, anh chị em thấy không, nguy hiểm vô cùng. Cho nên là đừng nghĩ rằng mình có tiền, giàu có rồi thì cho thằng này một cái xe hơi, cho đứa kia một cái xe hơi, cho đứa kia một cái nhà. Như vậy là mình hãnh diện vì con cái mình đầy đủ. Sai. Sai. Mình như vậy thì cho con mình là sống một cuộc sống ỷ lại, sống một cuộc sống lười biếng, sống một cuộc sống hưởng thụ, và sống một cuộc sống ích kỷ. Mình làm hại con mình bởi những đồng tiền, chứ không đem lại cho con mình ích lợi gì bởi những đồng tiền đó mà thôi. Sao? Bạn nghe câu trả lời đó được chưa? Cháu có muốn cho con mình 2 tỷ tài khoản mỗi ngày nữa không? Tôi đề nghị là cho con mình mỗi ngày 2, không phải 2 tỷ nhưng mà 2 chuỗi. Một chuỗi lòng thương xót và chuỗi mừng cô. Đó, mẹ cho con cái đó đó. Mỗi ngày hãy ba đứa nhớ chuỗi mừng cô, chuỗi lòng thương xót rồi mới đi ngủ. Không thì đừng có ăn cơm. Không đọc kinh, không ăn cơm. Phải cho nó thấy như vậy. Những gì mà bố mẹ có ngày hôm nay là ơn của Chúa ban, và bố mẹ đã phải vất vả, thì các con cũng phải như thế ngay từ bây giờ. Có người đi một ngày mà tài khoản 2 tỷ thì anh chị nghĩ đứa con nó tiêu như thế nào, và nó coi những đứa bạn của nó ra sao. Thưa cha, con là Maria đang sống ở Mỹ. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con và chồng của con, để con niềm tin vào Chúa và mẹ. Cha ơi, chồng con là đạo theo, nhưng bây giờ anh không còn niềm tin vào Chúa và lại quay trở về với Phật. Anh và con cưới nhau 14 năm rồi. 14 năm qua anh đi lễ nhà thờ đều đặn, nhưng vừa qua bố của anh mới chết nên anh đi chùa, và bây giờ anh dính với Phật luôn rồi. Cũng vì vậy nên con rất khó chịu, gia đình con hay gây gỗ và bất hòa. Xin cha cầu nguyện cho gia đình của con với, và cho chồng của con có niềm tin trở về bên Chúa và mẹ. Cảm ơn cha rất nhiều, con Maria. Bạn nghĩ sao? Nếu chồng của bạn như vậy, bạn có bắt chồng bạn phải quay trở về với Chúa không? Và nếu bạn, chồng của bạn không quay về với Chúa rồi hai bên cứ gây gỗ và bất hòa hoài, gia đình mất hạnh phúc, vậy thì Chúa có vui không? Phật có vui không? Bạn suy nghĩ đi. Nếu mà bạn cứ nặng nặc là anh phải quay về với Chúa rồi hai bên cứ cãi nhau,
có gì vui, bất hòa, gây gỗ, rồi có khi lại đi đến ly dị không chừng. Như vậy, Chúa có vui không? Phật có vui không? Bạn hỏi tôi, vậy thưa cha, bây giờ bằng cách nào? Mình đã để bây giờ cho anh cứ đi theo Phật rồi anh mất linh hồn. Có chắc đi theo Phật mất linh hồn không? Mà có chắc mình đi công giáo mình rỗi linh hồn không? Thấy không ạ? Chúa bảo coi chừng những kẻ bên đông bên tây lại vào nước trời, còn con cái trong nhà bị loại ra ngoài, nhớ không? Tôi chưa từng thấy có người ngoại đạo nào có niềm tin như cái người này, ngoại đạo này. Cái ông đại đội trưởng bảo, thưa thầy, không cần thầy đến nhà con, chỉ phán một lời thôi. Và những người ngoại giáo, ngoại đạo, họ lại tin vào Chúa, họ được rỗi linh hồn thì sao? Còn mình công giáo mà mình không thể hiện niềm tin của mình, mà mình cứ đòi người ta phải theo đạo. Nếu chồng mình hỏi rằng là, em à, 14 năm lấy em, anh theo đạo, nhưng mà 14 năm em không, anh không thấy em thể hiện niềm tin đó ra trong cuộc sống, nghĩ sao? Em tin vào Chúa, em tin vào lòng thương xót, mà anh đâu thấy em có lòng thương xót đâu, nghĩ sao? Nghĩ sao? Cho nên bây giờ anh sẵn sàng quay về nếu em cho anh thấy Chúa ở trong em. Em cho anh thấy lòng thương xót của Chúa đi, nghĩ sao? Bây giờ mình cứ vui vẻ với anh ấy đi. Thấy không ạ? Vì cái niềm tin mình không thể ép được, cũng như tình yêu đó, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Thì mình ép thì uổng, gọi là ép uổng. Vậy thì ép làm cái gì? Anh à, nếu mà anh cảm thấy anh quay về với đạo Phật của anh mà anh thấy bình an, em chúc mừng anh. Và xin anh cũng cầu cho em được gắn bó với Chúa của em. Em sống điều Chúa dạy. Nó vậy đi. Em xin lỗi anh, có thể 14 năm qua em đã không sống được cái niềm tin đó, không thể hiện được lòng tin đó, cho nên anh cảm thấy không thấy Chúa đâu cả, anh chán quá, anh quay về với Phật. Đó là lỗi của em. Ủa? Chồng nó giật mình, nó bảo mình bỏ Chúa nó mà nó không chửi bới mình mà nó còn nhận lỗi. Vậy đúng là cái này có Chúa thật. Anh chị em thấy không? À phải đúng, nó có Chúa thật đâu. Nó khiêm tốn nhận lỗi mà không đổ lỗi cho mình. Xưa giờ là hơi tí là tại anh. Cái gì cũng đổ lỗi cho mình. Còn bây giờ nhận lỗi của nó. Con này bây giờ hay, tao con vợ mình bây giờ đúng là vợ thật chứ không phải là con vợ nữa. À vậy hả em? Được rồi. Nếu Chủ nhật này em đi lễ mà không ai chở, anh chở em đi. Ngon không? Thấy chưa? Rồi tuần sau anh có về thăm má, cho em đi về thăm với má. Má anh cũng đạo Phật không? Đâu sao đâu anh, em thăm má được mà. Má có cần mua cái mõ, em mua cho cái mõ để mõ má tụng kinh. Hay không? Ồ, con dâu tôi nó ngoan ghê á bà. Nó mua cho tôi cái mõ tụng kinh này bà. Nó Phật hả? Không, nó công giáo, đạo Chúa đó. Mà đạo Chúa nó mua cái mõ cho tôi tụng kinh đạo Phật đó bà. Con gái tôi, con dâu tôi đó, trời dễ thương ghê. Chưa thấy con dâu nó dễ thương vậy đó. Thấy không? Và từ đó thì người ta sẽ tìm hiểu về làm sao mà đứa con mình nó dễ thương như vậy. Vì nó có Chúa, nó là đạo Chúa, nó là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nó mới được như vậy. À vậy thì nói cho mẹ nghe về lòng Chúa thương xót như thế nào. Ê, còn tặng cho mẹ cái máy này, mẹ rành rạch mẹ nghe. Thấy không? Rành cái máy này mẹ nghe, lòng thương xót Chúa rành rạch mẹ nghe được rồi. Đó, thưa anh chị em, mình làm như vậy thì con của mình ấy, nó chồng của mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhà mình không bị căng thẳng. Vì nếu không nhà cứ căng thẳng mãi, mình đi lễ có bình an không? Không bình an. Mà anh ta đi cúng Phật về nhà anh ta có vui không? Cũng không vui. Ô anh mới đi chùa về hả? Sao chùa có gì vui không anh, kể em nghe với. Hay không? Thì họ sẽ hỏi mình rằng là, ừ vậy à, em đi lễ thì lễ có gì kể anh nghe đi. Anh ta không giảng cái gì vậy? Hay không? Thấy chưa? Chứ tội gì mà anh đi
Chúa 14 năm mà anh bỏ Chúa vậy thì anh chết mất linh hồn sao ở ngục anh vậy anh. Tôi chả hay biết đạo của bà là tốt lành hay không, nhìn cái mặt bà là tôi không muốn theo đạo rồi đó. Thấy không ạ? Tội gì? Mình cứ lo người ta mất linh hồn mà không lo chưa chắc mình được rỗi linh hồn. Rất nhiều người cứ sợ như vậy là người ta không theo Chúa, người ta bỏ đạo, người ta mất linh hồn. Mất linh hồn hay không chỉ có Chúa biết thôi. Mình không có kết luận kết án như vậy được, không được phép nghĩ như thế. Chỉ biết rằng là vậy thì mình cố gắng mình sống thật tốt, để cho người ta thấy cái tốt đó của mình, mà người ta nhận ra Chúa của mình là đấng tốt lành. Mình sống tràn đầy lòng thương xót, để người ta thấy rằng là à, đây đúng là tông đồ của lòng thương xót, vì nó thực hành lòng thương xót. Thế thôi. Cứ vậy đi, được không? Được không? Được không? Rồi, được rồi thì uống thêm đi nước. Nước trà. Thắc mắc thứ ba. Cha ơi, con đang quen với một người đã có gia đình, vợ con được 2 năm. Con bắt đầu mối quan hệ với ảnh là đầu tháng 6 2019. Lúc đầu tiên ảnh quen con, ảnh giấu chuyện đã có gia đình riêng. Con hoàn toàn tin tưởng rằng họ chưa có ai, và con không biết họ đã có gia đình vì những hành động của họ không làm gì để con nghi ngờ họ có gia đình chả. Mãi khi quen con được tới thời điểm tháng 9 2020, con mới phát hiện ảnh đã có gia đình. Khi con phát hiện, con rất sốc vì con nghĩ họ giả dối với con, giấu một chuyện lớn mà trong thời gian như vậy con không thể chấp nhận được. Con đã nhắn tin nói lời chia tay và dứt khoát với họ. Con chặn số và chặn mọi thông tin liên lạc. Nhưng ảnh lấy số khác gọi cho con, khóc lóc, năn nỉ con ra gặp để nghe giải thích. Con đồng ý ra gặp, coi như gặp lần cuối cùng. Khi con ra thì ảnh quỳ xuống khóc xin lỗi vì đã giấu con, và nói rằng cuộc hôn nhân của ảnh không có hạnh phúc vì vợ ảnh đã ngoại tình với người khác, đã có thêm một đứa con riêng và bỏ đạo. Ảnh nói không chấp nhận người vợ ngoại tình như vậy vì ảnh đã tha hết mấy lần rồi, hết lần này đến lần khác mà người vợ vẫn như thế. Ảnh và vợ ảnh đã ly thân từ năm 2018 rồi nên mới quen con. Nói rằng con là chỗ dựa cuối cùng, nếu con bỏ ảnh thì coi như sống không bằng chết. Con nghe vậy nên con đã tha thứ. Anh đã làm thủ tục ly hôn. Cha ơi, tuy vậy con vẫn không tin. Hết lần này đến lần khác con nói rằng hãy quay về với gia đình của anh đi, vợ con của anh đang cần anh. Anh vẫn khóc lóc và năn nỉ con đừng suy nghĩ như vậy. Anh vẫn kiên quyết nói rằng đã không còn gì với vợ cũ, con mới là bến đỗ cuối cùng. Cha ơi, xin cha cho con lời khuyên, trường hợp như vậy có được giải quyết không cha? Nếu con đến với ảnh, liệu con có được lên nhà thờ làm lễ cưới không cha? Sao cả? Mấy bạn nữ thấy sao? Con nên tiếp tục hay là hồi đường ai nấy đi? Đã biết không mong sum họp được, bận lòng chi nữa lúc chia tay? Sao? Bạn nghĩ sao? Chia tay hả? Thưa anh chị em, trước tiên nói về mặt luật cái đã. Rồi tôi nói về mặt tình. Về mặt luật á, nếu mà một người đã có gia đình rồi, dù là có đạo hay không có đạo, họ đã có hôn thú rồi, thì cái hôn thú ấy không thể cắt được. Nếu bạn là người Công giáo, bạn lấy người đã ly dị thì bạn không được phép, dù rằng họ là người ngoại đạo nhé. Có người bảo nhưng mà họ là ngoại đạo. Ngoại đạo nhưng mà cái hôn thú của họ là hôn thú chính thức. Nếu hôn thú đó không chính thức, có nghĩa là hai người ăn ở với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú, thì họ có thể chia tay được, bạn lấy người đó được. Nhưng nếu người đó đã lập hôn thú rồi, tức là đã thành vợ chồng chính thức trước mặt xã hội rồi, thì cái hôn thú ấy cũng là không thể cắt được, mà bạn không được lấy người đã ly dị như vậy. Được chưa? Còn nếu họ chỉ sống với nhau mà không có hôn thú thì bạn có quyền, vì họ chỉ là sống với nhau bất hợp pháp, không có hôn thú, không có phép đời,
và dĩ nhiên là không có phép đạo vì họ không có đạo. Được chưa? Một. Thế bây giờ bạn nếu muốn lấy người ta thì phải như thế nào? Muốn lấy người ta thì một là nếu người ta là người ngoại đạo thì người ta học đạo, theo đạo. Và cái cô vợ kia đó đồng ý là thôi, vậy thì bây giờ anh muốn theo đạo thì anh lấy cái cô kia chứ tôi không chấp nhận chuyện anh có đạo. Vì tôi không có đạo tôi không chấp nhận anh. Thì vì đức tin của Đặc Ân Thánh Phaolô, cái anh đó nếu anh muốn lấy anh theo đạo thì vì đức tin của anh ấy mà cô này được phép lấy anh này. Với điều kiện là cô vợ kia cô ấy không đồng ý anh theo đạo và cô bảo thôi nếu vậy thì anh đi lấy ai lấy chứ tôi không chấp nhận như vậy. Thì vì đức tin của anh này thì mới được Đặc Ân Thánh Phaolô để lấy. Nắm chưa ạ? Rồi nếu mà hai người ấy có đạo thì dĩ nhiên là họ ly dị rồi nhưng mà vẫn chưa được lấy. Thì chỉ có cách là họ làm đơn xin với Đức Giám Mục Giáo Phận giải quyết ngoài tòa án hôn phối để hai người ấy tuyên bố là hôn nhân đó không thành. Chứ không phải là gỡ hôn nhân, là hôn nhân đó không thành ngay từ đầu. Hôn nhân không thành ngay từ đầu có nhiều cái lý do chính đáng. Rồi Đức Giám Mục thấy tòa mở tòa án hôn phối và xét thấy đúng như vậy, Đức Giám Mục quyết định là gỡ hôn phối. Thì Đức Giám Mục mới gửi lên tòa thánh chấp nhận liền. Bây giờ Đức Giáo Hoàng cho phép là Đức Giám Mục Giáo Phận được quyền quyết định và gửi lên tòa thánh chỉ chuẩn nhận mà thôi. Ngày xưa thì Đức Giám Mục không được quyền quyết định mà chỉ chuyển hồ sơ lên tòa thánh rồi tòa thánh mới nghiên cứu và quyết định được hay không được. Còn đây nếu giám mục địa phương quyết định được thì tòa thánh đương nhiên là chỉ có chuẩn nhận mà thôi. Và Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Đức Giám Mục Giáo Phận được quyền quyết định đó và cũng yêu cầu là phải làm trong thời gian ngắn nhất hoặc là 3 đến 6 tháng và không có án phí, đây là không có lấy tiền làm án để cho những cặp vợ chồng mà họ đã cử hành bí tích hôn phối nhưng họ không sống được với nhau vì nhiều lý do. Một trong những lý do là ví dụ một trong hai người đó là bất lực, tức là không thể giao hợp ngay từ đầu khi mà lấy nhau rồi, không thể giao hợp được như vợ chồng, hoặc là chưa đủ tuổi, hoặc là đó là họ máu với nhau không được, hoặc là người ấy lừa dối hoặc là người ấy không có tự do, tức là như anh chàng xách cái lựu đạn đến hỏi vợ và nếu mà không cưới là mở chốt gia đình sợ quá và thôi thì như vậy là bị ép, bị lừa hoặc bị ép vân vân. Thì tòa án hôn phối Đức Giám Mục sẽ điều tra rất là cẩn thận rồi tuyên bố rằng hôn phối này không có thành để cho hai người được tự do, người này đi lấy chồng người kia đi lấy vợ, đó là tuyên bố hôn nhân không thành ngay từ đầu mà cứ cử hành nhưng mà nó không thành. Bạn nắm không? Dù đang sống với nhau cả 5 năm rồi cũng không có thành vì anh ta ngay từ đầu đã không thương vợ mình, cho nên ngay từ đầu đã đánh đập vợ hay là đã ngoại tình, đã lừa dối rồi, thí dụ như thế vân vân. Thì khi mà vào trong thực tế thì Đức Giám Mục và ban về điều tra hôn phối họ sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn. Cho nên đó là về nguyên tắc. Mà nếu rồi gỡ được thì cô này được quyền lấy anh này thì được vào trong nhà thờ. Còn nếu mà chưa gỡ thì cô này vẫn lấy anh này thì vẫn chỉ là hôn nhân bất hợp pháp. Rồi bây giờ về mặt, đây là về mặt lý. Câu hỏi về mặt lý tôi trả lời về mặt lý là như thế. Còn về mặt tình thì anh chị em thấy như thế nào? Thứ nhất là một người đã lừa dối mình cả hơn một năm trời, thế không ạ? Như vậy thì có đáng tin hay không? Được chưa? Thứ hai nữa là một người đàn ông mà thề sống thề chết bảo rằng là nếu mà không lấy được mình thì sẽ chết, liệu có đáng tin hay không? Thứ ba nữa là một người đàn ông mà nói rằng là không lấy được mình mà cứ phải về sống với vợ mình thì sống như đã chết, sống mà như chết, có đáng tin hay không? Thế không ạ? Cho nên là cái anh chàng này đánh vào mặt tình cảm của cô này, cho nên để cho cô này không có dứt được,
không dứt được, mà về sống với người vợ của mình. Và cô ấy nói rằng người vợ đó ngoại tình vân vân và vân vân. Liệu anh chàng này nói sự thật hay không? Tại vì khi người ta muốn lấy cô này thì người ta chỉ đổ tội cho người vắng mặt, người thứ ba mà người đó không có mặt. Bây giờ cô này có dám đến để mà gặp cái người kia hỏi thử cho ra lẽ hay không? Thế không ạ? Vậy rồi vậy thì nếu mà anh nói như vậy thì bây giờ anh dẫn tôi về hỏi vợ anh coi, ba mặt một lời cô có đúng không? Thế không ạ? Và nếu người ta đã lừa mình ngay từ đầu rồi thì liệu như vậy thì họ có thực sự là tình yêu đích thật hay không? Phải không? Vì nếu mình không khám phá ra thì liệu người ta có cho mình biết hay không? Cho nên phụ nữ cũng có cái khổ, nam cũng có cái khổ chứ không phải nữ. Có người bảo vậy thì đi tu như cha cho nó sướng. Cũng chưa chắc sướng đâu, trong chân mới biết chân có rận. Bảo tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tôi bảo chưa chắc đâu, tu là dây kẽm, tình là dây gai, mẹ dây nào cũng chết, dây gai dây kẽm dây nào cũng chết. Thì thưa anh chị em, tốt hơn hết là nên tìm hiểu kỹ lưỡng, cẩn thận và hỏi ý kiến của những người khôn ngoan trước khi mình đi đến. Nhiều khi mình phụ nữ thì dễ thương hại. Tôi nghĩ rằng đây là thương hại nhiều hơn là thương thật. Anh ta quỳ xuống khóc lóc thề sống đời chết, không có em thì anh sẽ chết. Mà lúc không có em nó vẫn sống mà, đâu có chết đâu. Cho nên là mình dễ bị, phụ nữ dễ bị cái tình cảm. Đàn ông thì sống bằng lý trí, mà phụ nữ sống bằng tình cảm. Nên ông biết cái yếu điểm của phụ nữ là tình cảm, cho nên là cứ đẹp trai không bằng trai mặt. Cho nên là cứ ngày ấy cây suy anh chồng ngay lối đi, cứ chồng riết thế nào cũng cưa rồi cũng đổ. Nó bảo trai đẹp trai không bằng trai mặt, con cứ lì ra đó thế nào nó cũng cưa, con đổ cưa cũng đổ cái cô ấy cho mà coi. Thì phụ nữ mình biết cái yếu điểm đó của mình thì mình phải tập sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm đó. Nhưng mà lúc tỉnh táo lại phải suy nghĩ cho nó kỹ thấu đáo hơn. Xin bây giờ chúng tôi đi đến một cái điểm mà nhiều bạn đang thấy thắc mắc, bảo sao không thấy cha để Chúa với Đức Mẹ đâu mà thấy lại có ba cái tượng nào trên đây là như thế này, là như thế nào. Là vì chúng tôi nhận được cái thắc mắc cảnh như thế này. Đây, tôi giới thiệu các bạn là đây là cái gì ạ? Đây là con mèo thần tài hả? Không, không phải. Đây mà mèo cái gì? Đây là bằng ngoắc, mà là ngoắc này của Thái Lan. Đây là bằng ngoắc, ngóc ngoắc tay á, bằng ngoắc của Thái Lan. Nhiều người bây giờ đưa bằng ngoắc này về trong nhà của mình để thờ, mong được bằng ngoắc cho mình phát tài. Còn đây là con mèo thần tài của Nhật Bản. Nó cũng đang là ngoắc tay, nó gọi mỏi tay quá không ngoắc được nữa. Ngoắc đi. Thì thưa anh chị em, nhiều người thắc mắc là thưa cha, bây giờ con thấy là họ bày bán và nhất là trên online họ quảng cáo hai thứ bùa này. Một là bằng ngoắc của Thái, hai là mèo thần tài của Nhật. Mà nhất là người công giáo mình lại đi mua cái này. Vì con đến nhà một người để gọi là ăn tân gia, khai trương một cái cửa hàng. Người là người đạo công giáo. Nhưng mà khi bước vào nhà thì con thấy họ để tượng bằng ngoắc với tượng con mèo thần tài lên cái bàn thờ. Còn Chúa, tượng Chúa lòng thương xót thì để vào trong cái góc. Cha nghĩ như thế nào? Đó là điều muốn chia sẻ với các bạn hôm nay trong thắc mắc hỏi ai. Bìa nói về cái con mèo. Con mèo thần tài của Nhật Bản. Nhật Bản đã từ rất lâu được biết đến là quê hương của chú mèo thần tài Maneki Neko. Maneki Neko. Hình ảnh chú mèo vẫy tay đung đưa nhẹ nhàng là biểu tượng đem lại sự may mắn, tài lộc cho các gia đình làm kinh doanh. Có rất nhiều câu chuyện gắn liền với sự ra đời của mèo Maneki Neko được người dân Nhật Bản truyền tai nhau.
có người cho rằng chúng đến từ Tokyo, lại có người lại khẳng định quê hương của mèo thần tài là vùng đất Osaka. Tuy nhiên, ngày nay, mèo thần tài Maneki Neko được nhắc đến nhiều nhất với câu chuyện về ngôi đền Gotokuji diễn ra trong thời Edo 1603-1867. Tương truyền rằng, có một vị sư nghèo sống trong một ngôi đền nhỏ ở phía tây Tokyo với chú mèo tên là Tama. Với lòng bao dung của mình, ông luôn chăm sóc Tama chu đáo dù cuộc sống rất khó khăn. Một hôm, vị sư nói với chú mèo Tama rằng là: "À, chú mèo à, nếu mà chú mèo biết ơn ta đó, thì hãy giúp cho ta làm cho ngôi đền thờ này được khang trang hơn." Ông nói với chú mèo Tama vậy. Nhiều tháng sau đó, vào một buổi chiều mùa hè, ông nghe âm thanh ồn ào ngoài cổng. Nhìn ra ngoài thì vị sư thấy 5-6 samurai tiến về phía đền thờ. Họ nói rằng là chú mèo Tama đã vẫy tay gọi họ đến đây khi họ chuẩn bị đi ngang qua đây. Và kỳ lạ thay, đúng lúc mà chú mèo vẫy tay như vậy thì một cơn bão lớn nổi lên, gió mưa ầm ầm. Bỗng nhiên một tia chớp giáng xuống đúng cái cây mà họ vừa đứng trước đó. Nếu họ đứng yên ở cái cây thì 5-6 người samurai này đã chết rồi. Nhưng mà vì họ thấy cái chú mèo này vẫy tay cho nên họ mới đi đến rời cái cây. Và khi vừa rời cái cây thì sẽ đánh vào cái cây tàn tành. Nếu 5-6 người samurai đứng ở đó thì họ đã chết vì sét đánh. Và các samurai tin rằng nhờ chú mèo Tama giúp mà họ mới được may mắn như vậy, cho nên họ mới góp tiền lại cùng nhau xây lại ngôi đền cho thật khang trang. Từ khi câu chuyện thần kỳ này được nhiều người biết đến thì ngôi đền trở thành một nơi nổi tiếng và giàu có, đồng thời đổi tên thành Gotokuji vào năm 1697. Một thời gian sau thì chú mèo Tama này chết. Chú được chôn cất trong khu dành riêng cho loài mèo ở trong ngôi đền thờ. Và để tưởng nhớ đến chú mèo Tama trung thành này, bức tượng Maneki Neko đã được xây lên. Kể từ khi ấy, mèo thần tài ra đời. Ở đây có ai tên là Tài không? Mèo thần tài, du khách từ phương Tây đến Nhật Bản luôn cho rằng là hình ảnh của mèo thần tài vẫy tay có nghĩa là chào tạm biệt. Tuy nhiên trên thực tế đây là hành động cầu may mắn tài lộc, lời mời gọi khách đến kinh doanh. Theo thời gian, chú mèo thần tài Maneki Neko với ý nghĩa may mắn đã trở nên thịnh hành, phổ biến tại các nước châu Á. Dù không phải là linh vật phong thủy, nhưng mèo Maneki Neko cũng được người dân tin tưởng sử dụng với ý nghĩa tâm linh khác nhau. Mèo thần tài Maneki Neko dần nổi tiếng, độ phổ biến cao. Điều này đã và đang giúp cho nền văn hóa Nhật Bản tiếp cận với nhiều người hơn. Ngày nay, mèo thần tài Maneki Neko được chọn mua làm quà tặng khai trương khánh thành tân gia, hay nhất là cửa hàng. Rồi người ta quảng cáo trên mạng mèo này đem lại nhiều may mắn lắm. Vì thế mà ngày khánh thành, người ta thay vì rước chúa lòng thương xót về thì người ta rước con mèo Maneki Neko này về đấy, thưa anh chị em. Anh chị em và các bạn nghĩ sao? Lòng tin của mình, chú bảo liệu khi mà con người đến thì lòng tin còn trên trái đất này nữa hay không? Lòng tin vào Thiên Chúa, lòng tin vào đấng đầy quyền năng và vào lòng thương xót còn hay không? Hay là họ tin vào đủ thứ thần, chùa, buột, đủ thứ hết? Rời Nhật Bản, chúng ta bước sang Thái Lan. Bước sang Thái Lan, chúng ta sẽ gặp mẹ ngoắc, vì tay mẹ đang ngoắc. Mẹ Nang Wat là ai? Truyền thuyết về mẹ Nang Wat này như thế nào? Mẹ ngoắc hay còn là gọi là mẹ Nang Wat, tên đầy đủ là Methepra Nang Wat. Methepra Nang Wat, Nang có nghĩa là phụ nữ, Wat có nghĩa là vẫy gọi, cho nên Nang Wat có là mẹ ngoắc. Vẫy... tiếng Việt Nam mình cũng hay dùng là vẫy thì nó nghe nó nhẹ, còn ngoắc là thấy kinh, mẹ ngoắc.
ngoắc cũng không phải là ngoắc cần câu, mà là ngoắc là vẫy tay. Còn cái ông mà xỉn quá gọi là ngoắc cần câu, nằm lăn quay ra không còn biết cái gì nữa gọi là ngoắc cần câu. Còn đây là mẹ ngoắc là mẹ vẫy nha, vẫy tay chào em. Đó, mẹ ngoắc. Nàng mẹ nổi tiếng và hàng bậc nhất Thái Lan về việc chiêu tài mang lại tiền bạc và sự thịnh vượng. Hình ảnh mẹ xuất hiện ở hết các gia đình và các cơ sở kinh doanh ở đất nước triệu voi là đất nước Thái Lan này. Thực chất, nàng Wat được sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có ở Ấn Độ. Từ khi có nàng, công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển rực rỡ, cho nên nàng được cha yêu thương rất mực và luôn được cho đi theo trong các chuyến đi buôn bán xa. Nàng thích chu du ngắm cảnh ở khắp mọi nơi để mở mang kiến thức. Một lần theo cha đi buôn, nàng được diện kiến Đức Phật và giác ngộ. Từ đó nàng một lòng hướng Phật và tu tại gia, làm nhiều việc thiện phước. Đức Phật thấy được tấm lòng của bao dung đức độ của nàng, nên đã phong ấn và niệm chú lộc tài cho nàng. Từ đó, gia đình của nàng buôn bán ngày càng phát đạt, vàng bạc đổ đầy nhà. Nhiều người dân vì sự nổi tiếng của nàng Wat đã đến nhà xin nàng ban cho sự may mắn tài lộc và đều được như ý nguyện. Sau khi mất đi, người dân tôn sùng nàng Wat đã xây lên điện thờ, tạc tượng cúng vái nàng để cầu may mắn trong buôn bán. Từ đó nàng trở thành nữ thần tài lộc của người dân Thái. Người ta bảo rằng thờ nàng chỉ có dầu lên chứ không có đi xuống. Có nhiều người nói rằng là thờ nàng thì chỉ có dầu lên, nhưng mà tiền bỏ ra mua nàng hết sạch bách, cho nên là mua xong thì bắt đầu cuộc sống nó đi xuống vì hết tiền làm ăn. Thưa anh chị em, mẹ ngoắc là hiện thân của thần tài theo tín ngưỡng của người Thái Lan. Và hình dáng của mẹ ngoắc đang ở tư thế ngồi hoặc là quỳ, tay phải giơ lên ngang mặt với tư thế ngoắc chào, thu hút sự giàu có của khách hàng. Cánh tay trái của nàng thả lỏng ở tư thế chống xuống bệ ngồi hoặc cầm một cái túi vàng đặt nhẹ lên đùi trái. Cái túi vàng, cái túi này cho là túi hút tiền của gia chủ. Mẹ nàng quát quát tuyệt vời cho những người làm ăn kinh doanh mong muốn. Nếu mà như vậy thì quá sướng, chẳng cần làm cái gì cả, cứ đưa nàng về rồi nàng cứ quẫy quẫy là cái tiền nó cứ vừa ảo ảo. Thưa anh chị em, rồi ngày nay thì những tờ giấy có hình mẹ ngoắc là một, nó làm tờ giấy bùa. Vì không có tượng nữa thì làm người tờ giấy. Có hình mẹ ngoắc cũng giống như là mèo, cũng làm tờ giấy hình con mèo, nhưng như là dán lên lá bùa như vậy. Phổ biến có các bạn trẻ kinh doanh có thể bỏ vào ví mang theo để cầu may mắn, hoặc là dán vào điện thoại, hoặc là bỏ trong ngực, hoặc bỏ trong bóp. Người ta tin như vậy, thưa anh chị em. Rồi mẹ ngoắc vẫn luôn mang lại may mắn, rồi tẩy uế trừ tà, vân vân và vân vân. Rồi thị trường sốt ở Thái Lan, như vậy bắt đầu người ta mới xâm nhập vào Việt Nam các loại bùa phép. Nhưng mà các loại bùa phép này không được phép bày bán ở các cửa hàng kinh doanh đăng ký, mà chủ yếu là bán hàng online, đăng ký và thỏa thuận mua trên Facebook, Viber, Zalo vân vân mà thôi. Với phương châm là không linh không bán, không độc hiếm không bán, giá không yêu thương không bán. Những cái quảng cáo như vậy làm cho người ta dễ bị xui lòng và nghe theo. Rồi có đủ loại bùa phép, đủ mọi thứ hết. Bảng giá có đủ, có khi từ 100 ngàn đến 500 ngàn đến 1 triệu, có khi đến 10 triệu, có khi cả mấy chục triệu. Ta bỏ tiền ra mua hoặc là chú mèo thần tài, hoặc là mẹ ngoắc của Thái, hoặc là chú mèo của Nhật. Thế thì hệ lụy là như thế nào? Các chủ shop bùa phép đều khẳng định bùa chú họ cung cấp là hàng chuẩn, được những thầy phép Thái Lan cao tay yếm phép, do đó bảo đảm độ linh thiêng. Thế nhưng khi mà khách hàng hỏi han thắc mắc thì chủ cửa hàng lại đưa ra những lời cam kết nửa vời như thế này. Nếu mà bùa yêu thì nói rằng là nếu người đó yêu em khoảng 60% thì bùa yêu mới kéo người đó về.
Còn nếu người đó không hề yêu em thì bùa làm sao mà linh được. Từ ung thư cũng đi mua bùa về để mà chữa bệnh ung thư, thì nói rằng là nếu đã mắc bệnh ung thư rồi mới thỉnh mẹ ngoắc về thì làm sao mà có thể mà giúp cho mẹ khỏi bệnh được, tại vì mẹ ung thư rồi mới rước mẹ ngoắc về, phải rước mẹ ngoắc về trước khi mẹ mày ung thư cơ thì mới chữa được. Nếu mẹ nó không ung thư thì rước mẹ ngoắc về làm cái gì? Tại sao tôi rước mẹ ngoắc về, mẹ tôi vẫn ung thư vẫn chết mà tôi tốn cả mấy chục triệu rồi. Thì tại mẹ mày ung thư mày mới rước mẹ ngoắc về thì sao bà ấy chữa được? Mình phải rước bà ấy về trước khi bà mẹ mày ung thư cơ thì mới chữa được. Hoặc là nếu mà thỉnh bùa về mà con không có chăm chăm chú thì không giàu được. Mà rước bùa về mà cứ chăm chăm chú mà không đi kinh doanh thì giàu thế quái nào được thưa anh chị em. Suốt ngày ngồi với cái lấm rấm mà không chịu lên mà coi giá cả nó như thế nào thì làm giàu thế nào được. Hay là bùa Thái Lan lành tính nhưng mà có thể giúp cho để làm cho đối thủ tán gia bại sản. Tất cả những cái đó thưa anh chị em để thỏa mãn sự cuồng tín và tham vọng. Nhiều người đã bỏ không ít tiền để thỉnh bùa về thờ và đắm chìm vào cái thế giới phép thuật bùa chú xa rời thực tại, trở thành những người mê tín dị đoan. Nhiều người lợi dụng điều này để kinh doanh trục lợi, gieo rắc những điều kỳ quái trong cộng đoàn. Sống ảo với loại bùa chú, nhiều người rơi vào trầm cảm, ảo giác và gia tăng những tệ nạn xã hội như là cờ bạc, mãi dâm, vân vân và vân vân. Những người tin vào bùa phép, tin vào quyền năng của ma quỷ sẽ không có được cái ý thức lao động chân chính. Lao động chân chính, mong chờ quyền lực siêu nhiên giúp mình đạt được mục đích. Và khi không đạt được tham vọng thì sẽ càng mê muội ích kỷ, thậm chí trở nên độc ác đi hại người khác. Đây là một vấn nạn nguy hiểm cho xã hội. Chính vì vậy, mỗi người cần giữ cho mình lý trí tỉnh táo để nhìn nhận cái hiện tượng này. Không nên tin vào những đồn thổi và quyền phép của bùa chú. Tối ngày chăm sóc vật vô tri để cầu tài cầu lộc, tiền mất tật mang. Sự tốt lành sẽ đến bằng hành động và lời nói tích cực đúng đắn của mỗi người mà thôi. Thưa anh chị em và các bạn, còn những người công giáo của chúng ta như thế nào? Tuần trước chúng tôi đã nói với anh chị em rồi, tuyệt đối chúng ta không bao giờ tin vào bùa chú, bùa phép, bùa ngải. Nó có vì nó thuộc thế giới của ma quỷ. Mà Chúa cho phép ma quỷ sử dụng cái quyền phép của nó để cám dỗ con người. Mà con người không đủ đức tin, không đủ lòng tin, cho nên thay vì tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì lại tin vào bùa phép, bùa chú, bùa ngải. Và đó là tội mê tín dị đoan. Nhiều người công giáo, nhất là những người kinh doanh bây giờ, lúc nào cũng chỉ muốn làm giàu, càng nhanh càng tốt. Có khi bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương tiện, cho nên đã đi rước những thần bùa này về. Mà đau lòng nhất là tôi đến những gia đình dưới thì ông thần địa ngồi dưới, trên thì Chúa. Mà là người có khi là lòng thương xót Chúa, sốt sáng, cầu nguyện, rồi nói về lòng thương xót Chúa hay lắm. Nhưng mà tôi đến tôi bảo, ủa cái này là thế nào? Bạn muốn nói gì nói, nhưng mà cái thực tế là bạn đang để trong nhà bạn hai cái nó hoàn toàn tương phản ngược với nhau. Bảo, ủa không sao đâu, con để này để cho nó hên. Ủa bạn tin vào hên, không tin vào Chúa à? Con để này để cho mấy người ta đến, thấy vậy người ta vào nhà vô, người ta mua thôi. Ơ kìa, thế bạn tin vào Chúa, cái lòng tin bạn để đâu? Thế không ạ? Cho nên thưa anh chị em, lòng tín thác vào Chúa là phải trải qua những thử thách. Thử thách là một đằng ma quỷ nó cám dỗ mình bằng những bùa chú bùa ngải đây, và có thể là có một vài cái hiệu quả. Một vài cái hiệu quả nó nhử mình, hay có khi nó đánh lừa mình không chừng, nó mồi. Giống như tôi đi cắt tóc, thấy tiệm nó thì đẹp lắm nhưng mà tóc nó để đầy. Tôi nói sao mà không quét cho nó sạch đi, sao cứ để tóc đầy như vậy. Thưa cha,
hốt hốt đây thì không có ai đến mà. Sao vậy? Con phải để tóc này để người ta bảo ồ cái tiệm này chắc đông người cắt lắm, cắt đẹp lắm cho nên là không kịp hốt tóc đi nhiều cỡ này. Nhưng nếu đến đông như vậy, bảo rồi mai sao? Tối con lại hót sạch sẽ rồi sáng mai con rải ra. Thưa anh chị em nó như vậy. Hoặc là có những cửa hàng không có khách thì thuê người ta để một loạt cái xe phía trước để gửi xe miễn phí. Thay vì ta phải gửi xe vào bãi thì tôi gửi xe miễn phí. Để làm gì? Để người ta đi ngang qua chỗ chỗ cửa hàng này đông lắm, xe để đầy phía trước. Nó gửi xe miễn phí để nó câu khách. Thì thưa anh chị em, người ta có thể tin vào tất cả những cái đó. Tin vào những quyền lực của ma quỷ, của sự dữ, của cái mánh mông của ma quỷ, mà không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Những lúc này, những lúc mà chúng ta đang gặp khó khăn thử thách đây, là lúc mà Chúa coi lòng tin của con như thế nào, để khi con người đến, liệu có còn lòng tin trên quả đất này nữa hay không. Tin thế nào được như vậy, lòng tin của con cứu chữa con. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui. Và nếu bạn có gì thắc mắc về bất cứ vấn đề gì mà bạn cảm thấy không có thông được thì bạn gửi đến chúng tôi. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng chẳng phải là người thần thông gì đâu. Cái gì không biết thì tôi đi hỏi những người chuyên môn. Rồi cái gì mà chưa rõ thì cầu nguyện xin Chúa Thần soi sáng hướng dẫn, rồi tìm hiểu hỏi, tra cứu trên mạng, sách vở và những người chuyên môn. Cũng như là những vấn đề đây là những bạn trẻ đưa đến đặt câu hỏi và đưa những cái này đến cho chúng tôi đây, bảo thưa cha con thấy có những cái này, bảo vậy bạn đưa đến cho tôi đi, phải cho người ta thấy rõ như thế này thì người ta mới chịu biết là nó có những hiện tượng trong xã hội ngày hôm nay, để mình cố gắng tránh những cái điều không hay, không đúng, không tốt, để làm những điều tốt, đẹp, sáng hơn. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui, bình an trong lòng thương xót Chúa. Hẹn gặp lại. Lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài diều bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân. Cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.